Được Lê Dương Bảo Lâm rủ tham gia, hai ngày một đêm, Hà Hồ tắt máy còn nói vội lý do cực hài. Hồ Ngọc Hà đã có phản ứng mạnh sau khi Lê Dương Bảo Lâm rủ tham gia, hai ngày một đêm. Mới đây, trên mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip về Hồ Ngọc Hà và Lê Dương Bảo Lâm cùng xuất hiện trong một phiên livestream giới thiệu về nước hoa mới của nữ ca sĩ. Sau giây phút bán hàng, Lê Dương Bảo Lâm đã tranh thủ rủ rê nữ hoàng giải trí tham gia chương trình hai ngày một đêm. Những người theo dõi Hồ Ngọc Hà cũng biết chuyện cô chỉ thường xuất hiện ở các sự kiện giải trí, thời trang hay làm huấn luyện viên cho các chương trình về thương hiệu chứ không tham gia các chương trình thực tế. Cụ thể, Lê Dương Bảo Lâm ra sức thuyết phục rằng khi Hồ Ngọc Hà tham gia hai ngày một đêm sẽ bán được nhiều sản phẩm. Đáp lại đàn em, nữ hoàng giải trí bật cười và đáp lại, không, chị chơi không có được, chị chơi bị vô duyên lắm nên chị không có tham gia. Sau đó, bà xã Kim Lý còn khiến Lê Dương Bảo Lâm hụt hẫng khi vội tắt livestream với lý do dọn dẹp nhà cửa. Được Lê Dương Bảo Lâm rủ tham gia hai ngày một đêm, Hà Hồ tắt máy còn nói vội lý do cực hài. Nữ ca sĩ cho biết mình tham gia chương trình thực tế vì bị vô duyên.